Hello mọi người, lại là Pham đây. Như mọi người có thể thấy ảnh trên Instagram của mình ấy, thì mình mới hoàn thành một kỳ thi và mình mới tốt nghiệp cấp 3, nên là cũng khá là nhiều việc cần phải làm. Và đây là con gấu tốt nghiệp của mình mà mình ôm đi ngủ mỗi ngày. Mọi người thấy rất là đáng yêu đúng không? Đó, thì bây giờ cuối cùng mình cũng có thời gian để quay trở lại và làm lại cái series này thật là đầu tư, vì mình nghĩ là cái thông tin này nó khá là quan trọng, và nhất là đối với những người nào mà đi du học. Vậy cho nên là ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi xuống với một video mà mình nghĩ là mình muốn chia sẻ cái trải nghiệm của mình, và mình tin là đối với nhiều bạn khác thì các bạn đang cân nhắc cũng như là cũng tò mò về cái chủ đề này. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói chuyện về việc thuê trung tâm tư vấn du học và đặc biệt là cái trải nghiệm của mình. Disclaimer đầu tiên thì tất cả những gì tốt mà mình sẽ nói trong video này hoàn toàn không được sponsor bởi bất cứ tổ chức nào cả. Tất cả những gì mình nói hoàn toàn là ra từ kinh nghiệm của mình. Và cái thứ hai là mình sẽ không tiết lộ bất cứ tên của tổ chức hay là cá nhân nào, bởi vì dù sao thì mình nghĩ là cái video này mình mong muốn là chia sẻ về trải nghiệm thuê trung tâm tư vấn du học. Nói chung, mình không có mục đích recommend hay là tấn công bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cả. Đó, vậy thì trên cái tinh thần chia sẻ thông tin như vậy, chúng ta cùng bắt đầu vào video nào. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với mọi người cái lý do tại sao mà mình muốn thuê trung tâm tư vấn du học. Hồi đầu thì mình không có ý định làm như vậy, bởi vì đợt trước thì mình đã có dự định là mình muốn đi Anh. Tại vì cái chương trình học trên trường của mình là của Anh, và như vậy thì mình đi Anh sẽ tiện hơn rất là nhiều so với đi Mỹ. Mình cũng có định apply một số trường ở Mỹ và ở Việt Nam, nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ lại và mình thấy là mình nên tập trung vào một chỗ chứ mình không nên giải rác ra như vậy. Tuy nhiên là sau đấy cái điểm số của mình cảm thấy là nó không đủ để đưa mình vào những cái trường mà mình muốn ở Anh ấy. Thế cho nên là mình cũng có ngồi xuống và mình nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của mình, thì thấy cũng bảo là tốt nhất là mình nên aim vào một cái trường ở đấy mà nó phù hợp với cả điểm của mình này. Và ngoài ra thì mình cũng nên cân nhắc xem là thực sự mình có muốn đi Anh hay không. Thì sau đấy mình cũng suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì khi mà mình có cái cuộc nói chuyện đấy với thầy chủ nhiệm thì đấy cũng là hè năm lớp 11, lúc đấy là gần vào lớp 12 rồi và hạn hồ sơ nó rất là gấp. Như các bạn biết thì kỳ nộp sớm ở bên Mỹ, hồ sơ sẽ phải nộp từ mùng 1 tháng 11, chủ yếu là mùng 1 tháng 11 hoặc là mùng 5 tháng 11, nói chung là xung quanh cái khoảng đấy. Và đối với hồ sơ ở bên Anh thì tháng 1 của năm sau các bạn sẽ phải nộp hồ sơ rồi. Và cái việc mà mình tự nhiên thay đổi quyết định như thế thì mình cũng khá là ngại. Thế nhưng mà sau đấy mình nghĩ lại thì đúng là nếu như là mình chỉ dựa vào điểm, cái mà không phải thế mạnh của mình để đi Anh thì mình sẽ khó mà vào được cái trường mà mình mong muốn. Cái thế mạnh của mình thì nó nằm ở hoạt động ngoại khóa nhiều hơn, nó nằm ở các kỹ năng nhiều hơn. Và có thể các bạn đã để ý được rồi, mình chắc chắn không phải là một trong những người top điểm cao nhất của lớp, và đấy cũng không phải là thế mạnh của mình từ trước đến giờ. Đúng là mình có thể có điểm trên trung bình hoặc là cũng được coi là cao so với chắc là khoảng 50% hoặc là 60% người khác, nhưng mà điểm của mình có thuộc top 1% của lớp hay không thì mình xin thưa là không. Đó, thì xuyên suốt cấp 3 mình cũng đã hài lòng với cái quyết định là mình không cần điểm của mình phải ở đứng ở top 1% của lớp. Thế nhưng mà đối với việc đi du học Anh thì nếu như các bạn muốn vào trường top cao thì cái đấy khá là quan trọng. Du học Anh rất là quan trọng về điểm số, ngay từ cái hồ sơ nó đã phản ánh như vậy. Khi mà các bạn điền hồ sơ trên UCAS, cái platform để mà điền hồ sơ đại học Anh ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó có những mục mà các bạn sẽ điền điểm rất là chi tiết. Thế nhưng mà nó có một cái mục cuối cùng để các bạn viết thêm về bản thân, đại khái nó chỉ hỏi là có điều gì các bạn muốn nói thêm về bạn cho chúng tôi hay không. Và lúc đấy mình đã cảm thấy là cái hoạt động ngoại khóa nó sẽ không có lợi cho những người đi du học Anh rồi, thì sau cùng mình thấy Mỹ là cái lựa chọn tốt hơn cho mình. Và khi mà mình đưa ra quyết định đấy thì đó là vào khoảng tháng 9 năm 2021. Cái kỳ nộp sớm ở Mỹ nó sẽ vào là tháng 11 và đầu tháng 11, tức là từ cái lúc mà mình quyết định cho đến khi mà mình nộp hồ sơ là mình chỉ còn hơn một tháng một chút. Thế cho nên là lúc đấy thì gia đình mình đã quyết định là sẽ tìm tới một trung tâm tư vấn du học. Thứ nhất là bởi vì nhà mình không có kinh nghiệm cho ai đi học du học ở Mỹ cả, tức là toàn bộ giấy tờ thủ tục hay là cái quá trình đấy thì hoàn toàn là không biết, và lúc ấy thì cũng khá là gấp rồi. Cho nên là mình cũng phải dành thời gian để làm những thứ mình cần làm hơn là nghiên cứu thông tin. Đó, thì cái hợp đồng tư vấn du học của mình không phải là một hợp đồng quá đắt so với những hợp đồng của những người khác, nhưng mà nó cũng là một số tiền không nhỏ. Bây giờ bởi vì rất nhiều bạn đã hỏi nên là mình cũng xin phép công bố profile của mình luôn. Mình cũng nói trước là nó không có gì quá đặc sắc đâu, cho nên là các bạn cũng đừng trông chờ nhiều. Đầu tiên thì GPA của mình là 3.4/4, tức là khoảng 8 phẩy nếu như các bạn quy ra thang điểm 10 của Việt Nam. Không quá cao như mình đã nói.
Tiếp theo thì mình không nộp điểm sát bởi vì là khi đó thì mình đã hết slot thi. Mình có đăng ký được một cái slot thi sát trong Đà Nẵng nhưng mà lúc đấy thì có hơi muộn rồi, mình không kịp để nộp cho kỳ nộp sớm. Và mình định là mình sẽ thi sát vào tháng 12 để nộp cho kỳ nộp thường Mỹ, regular decision. Thế nhưng mà cuối cùng thì đợt đấy bị Covid cho nên là Đà Nẵng cũng hủy kỳ thi sát. Khi mà mình biết được nó hủy kỳ thi sát thì lúc đấy nó cũng rất là gấp rồi. Thế nên là mình đành đăng ký thi tạm ACT. ACT là một cái kỳ thi mà mình gần như không có một kinh nghiệm gì và mình cũng không có thời gian để học bài ACT đấy. Kỳ thi ACT này nó lại còn trùng vào trong cái đợt thi học kỳ ở trường. Và giữa kỳ thi ACT và kỳ thi học kỳ ở trường thì mình sẽ ưu tiên kỳ thi học kỳ ở trường hơn. Vậy cho nên là mình cũng không có ôn ACT cho nhiều. Riêng cái hôm mà mình đi thi ACT ấy, thì khi mà mình vào vòng thi đấy lần đầu tiên mình được nhìn thấy cái bài toán và khoa học của nó. Và thật ra thì đáng ra đêm hôm trước mình đã muốn là mình sẽ ôn. Thế nhưng mà nếu như mà hôm đấy mình ôn thì đến đấy mình sẽ rất là buồn ngủ. Thế nên là thôi, nói chung là điểm ACT của mình thì cũng không cao, mình được có 25 điểm thôi. Cho nên là mình cũng không nộp để làm gì cả. Về hoạt động ngoại khóa của mình thì mình có khá là nhiều. Thế nhưng mà mình cũng chỉ thống kê ra một số những cái hoạt động ngoại khóa mà nó đủ ấn tượng thôi. Tại vì là nếu thống kê ra tất cả những cái chức vụ từ bé đến lớn kia thì nó có thể làm loãng hồ sơ ấy. Thì tất nhiên là YouTube mình có điền vào là hoạt động ngoại khóa của mình. Sau đấy thì mình còn có cả TEDx. Mình có cả một kỳ thực tập mà mình làm hồi hè năm 2020. Mình cũng có cả 3 lần làm vị trí điều hành cao nhất, tức là director hoặc là founder các dự án. Ví dụ như là Innovative Marketers ở trong cái vlog mà mọi người nên xem nếu mà mọi người chưa, cũng ở trong đấy. Mình cũng có nhắc đến một số những cái hợp tác công việc khác. Tuy nhiên là mình không đi sâu vào chi tiết đấy bởi vì cái đấy nó cũng khá là nên giữ kín. Một cái mình lưu ý với các bạn đấy là các bạn có thể điền vào hồ sơ của mình những thứ mà mình chưa làm xong. Nhưng mà nếu các bạn đã điền vào hồ sơ rồi thì tốt nhất là các bạn phải hoàn thành nó. Hồi đấy mình cũng có điền một cái dự án mà ngay sau đấy thì mình đã hoàn thành rồi. Và mình không biết là hậu quả của việc các bạn điền vào hồ sơ mà các bạn không hoàn thành là gì. Thế nhưng mà bởi vì hình phạt của các trường đại học của Mỹ nó khá là căng thẳng nếu như là các bạn đưa thông tin sai lên hồ sơ ấy. Cho nên là tốt nhất chúng ta không nên mạo hiểm. Cái lưu ý nữa đấy là thầy chủ nhiệm của mình thì thầy cũng đã từng làm trong hội đồng tuyển sinh rồi. Cho nên là thầy có bảo mình là ba cái yếu tố quan trọng nhất của hồ sơ đấy là hồ sơ con người, thư giới thiệu và bài luận. Đó, cho nên là mình nghĩ là với bạn nào mà đang cân nhắc vào hồ sơ thì các bạn nên thực sự đầu tư cho ba cái mảng đấy. Trong quá trình làm hồ sơ thì mình cũng đã nhận được nhiều sự trợ giúp từ đội ngũ tư vấn của mình. Ví dụ như là vấn đề thủ tục này, vấn đề kê khai tài chính này thì những cái đấy nó khá là phức tạp, cho nên là việc mà có người đã có kinh nghiệm xử lý cái này và họ biết chính xác phải làm gì thì nó đã rất là hữu ích. Thêm nữa là mình có một hệ thống support mà mình luôn có thể tìm đến khi mà mình có câu hỏi. Ví dụ như là các câu hỏi về quá trình này hay là các câu hỏi về việc điền thông tin này, thông tin kia. Và thêm nữa thì bởi vì là họ cũng đã làm nhiều rồi, họ cũng có kinh nghiệm rồi, cho nên là mình cũng có cảm giác khá đảm bảo về những gì mình đang làm và về việc là cái đấy nó có đúng quy trình hay không. Tuy nhiên bên cạnh những cái sự hỗ trợ đấy thì mình cũng có một số những cái bất đồng quan điểm trong việc làm hồ sơ với các đội ngũ tư vấn. Ví dụ đầu tiên đấy chính là việc làm hồ sơ không thực sự chính xác so với thông tin thật. Cái này thì mình cũng không biết giải thích thế nào cho nó ngắn gọn, xúc tích nhưng mà cũng đúng vào trọng tâm. Thế nhưng mà đại khái là nó có nhiều những cái cách mà các bạn có thể tách được hồ sơ của mình. Ví dụ như là các bạn có thể nói mình là founder của một dự án, thế nhưng mà thực chất thì đấy không phải một dự án mà đấy chỉ là một buổi đi thôi ấy. Và các bạn vẫn có thể về khai lên trên hồ sơ là như vậy. Và tất nhiên là giữa một người làm một dự án thật, làm founder một dự án thật mà họ thực sự chạy cái dự án đấy trong vòng vài tháng cho đến vài năm, so với một người mà chỉ làm founder trên giấy tờ và chỉ chạy có một buổi thôi, thì nó là một sự khác biệt rất là lớn. Tất nhiên là để an toàn thì bạn vẫn có thể tạo một cái page trên Facebook, hoặc là bạn vẫn có thể đi chụp những bức ảnh hay là cái gì đấy để chứng minh là bạn đã làm rồi phòng khi vào trường đại học kiểm tra. Thế nhưng mà mình cũng không chắc là bạn có qua mắt được hay không. Hiện tại thì tầm hè này NYU đang thực hiện một cái quy trình hàng năm, đấy là quy trình kiểm tra lại hồ sơ những người đã được nhận vào. Thì đại khái là có một tổ chức thứ ba mà họ sẽ tiến hành việc kiểm tra hồ sơ đấy, thì họ sẽ xác nhận lại tất cả thông tin mà mình điền lên hồ sơ của mình. Ví dụ như họ sẽ contact các cái tổ chức mà mình khai trên hồ sơ của mình để xem là mình có thực sự làm việc ở đấy hay không, mình làm những gì, cái đấy nó có đúng như trên hồ sơ mình nói hay không. Và nếu như mà họ phát hiện ra là mình có gian dối trên hồ sơ của mình thì tất nhiên là họ sẽ thẳng tay rút hồ sơ của mình ra, và đến lúc đấy thì mình trở tay không kịp cho việc tìm đại học nữa ấy. Nhưng mà mình thấy có vẻ có nhiều người, hoặc là phần lớn mọi người cũng đã vượt qua được cái kiểm tra cuối cùng của đại học đấy rồi, thì bây giờ cái việc làm hồ sơ như vậy mới tiếp diễn. Cá nhân mình thì mình không có thiện cảm với cái việc đấy lắm, bởi vì cho dù bạn có làm đại ra một cái gì hình thức để đối phó với đại học đi thì sự thật vẫn là
bạn không hề làm dự án đấy thật. Thì đối với mình cũng được recommend là khai thêm một số vị trí leadership vào trong hồ sơ, xong rồi mình không cần phải làm thật thành một cái dự án kiểu như là vài tháng đến vài năm mà mình thường làm ấy. Và mình cũng đã từ chối cái đấy bởi vì mình thấy cái đấy nó rất là, nếu mà mình làm như vậy thì thứ nhất là mình không có gì mình phải làm như vậy cả. Thứ hai là nếu mà mình cho một cái dự án mình không thể làm lên trên hồ sơ thì nó không khác gì mình đang thiếu tôn trọng tất cả những cái dự án mà mình bỏ bao nhiêu công sức và tâm huyết ra làm trong vòng bao nhiêu năm qua. Đây là quan điểm cá nhân của mình. Nếu mà bạn đã lựa chọn làm như vậy trên hồ sơ của bạn thì mình cũng không thể nào đưa ra đánh giá là cái đấy đúng hay sai, bởi vì mỗi người một hoàn cảnh. Đối với hoàn cảnh của mình thì rất may mắn là mình đã có nhiều hoạt động ngoại khóa từ trước, cho nên là cái việc đưa ra quyết định mình không muốn làm như vậy trên hồ sơ ấy thì nó cũng khá là dễ dàng với mình thôi. Còn nếu như mà tình cảnh của bạn khác thì có thể là bạn cũng sẽ phải đưa ra lựa chọn khác mình, thì cái đấy mình không nói làm gì. Thế nhưng mà trên quan điểm của mình ấy thì mình vẫn nghĩ là làm hồ sơ thì vẫn phải chính trực, mình không ok với việc làm như thế. Và nếu như mà các bạn không lọt qua thì nó khá là nguy hiểm với các bạn, và nếu như các bạn lọt qua thì nó lại không công bằng với những người khác. Và đây chỉ là một ví dụ mà mình đưa ra về cách các bạn có thể fake thông tin cho hồ sơ. Và thậm chí có một người bạn của mình cũng nói là các trung tâm tư vấn làm thế nào mà hồ sơ của ai cũng đầy những cái vị trí founder hoặc là leader, trong khi ở Việt Nam nó không có nhiều dự án đấy như thế. Cái này nó cũng làm cho mình nghĩ đến một cái thực trạng ở trong xã hội, có thể là không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều những nơi khác. Đấy là nó khiến cho mình đặt câu hỏi tại sao bạn phải cho vị trí leadership lên trên hồ sơ thì bạn mới có thể chứng minh được sức ảnh hưởng của mình. Thật ra trong dân số ở thế giới, số lượng người mà có khả năng và có mong muốn đối với leadership so với những người còn lại nó không phải là nhiều. Cũng như là việc số người có khả năng thiên bẩm về toán hay là khả năng thiên bẩm về ngôn ngữ so với những người khác cũng không phải là nhiều. Và nếu như mà trong xã hội này ai cũng muốn mình đứng lên nắm quyền thì ai sẽ nghe ai, phải không nào? Mình không hề thấy việc một người không có tố chất hoặc là không có mong muốn lãnh đạo là một việc xấu, tại vì mỗi người đều có thế mạnh riêng. Mình biết ví dụ như là trong cái quá trình làm việc ngoại khóa ấy, thì có nhiều người mặc dù họ không phải là lead nhưng mà họ có thể suy nghĩ thấu đáo hơn mình rất là nhiều. Một số người họ không phải là lead nhưng mà họ rất xuất sắc. Một số người họ không trực tiếp đứng lên lãnh đạo, thế nhưng mà người lãnh đạo vẫn cần họ. Và mình thấy là thay vì bắt tất cả mọi người, kể cả những người không hề có nhu cầu, không hề có mong muốn hoặc là không hề có tố chất lãnh đạo, phải biến bản thân thành một người có đầy tố chất lãnh đạo, thì tại sao chúng ta không thể để họ lấy cái thế mạnh thực chất của mình ra? Và mình thấy là trong tương lai có thể cả xã hội Việt Nam và cả xã hội của nhiều nước trên thế giới sẽ phải thay đổi cái cách mà họ đang nhìn nhận và đánh giá về tiềm năng của con người. Và mình thấy việc promote về khả năng lãnh đạo mà nó đi quá xa để cho những người khác cảm thấy là việc mình không mong muốn hoặc là không có tố chất lãnh đạo đấy là điểm yếu của mình, hoặc đấy là một cái mà sẽ cản trở mình thành công trong tương lai, là điều không nên. Một cái nữa mà mình khá là không hài lòng trong cái quá trình làm hồ sơ đấy là việc, đấy là cái quan điểm của mình về một hồ sơ mạnh và quan điểm của họ về một hồ sơ mạnh nó khá là khác nhau. Thì mình lấy ví dụ luôn, ở đại học thì mình có dự định là mình sẽ học kinh doanh, và đội ngũ tư vấn thì có recommend mình là mình cứ phải làm một cái startup để cho lên hồ sơ, bởi vì những người nào học kinh doanh phải có startup lên hồ sơ mới là mạnh. Khi đấy thì mình có hỏi lại gấp như này rồi, làm sao mà mình có thể làm một cái startup được. Đại khái là họ cũng muốn mình làm một cái startup qua loa, nói chung nó cũng không hẳn là một cái startup mà nó là, nói chung là mình bán đồ thôi, xong rồi mình kê khai doanh thu và những cái thông tin tài chính khác vào trong hồ sơ để làm nó trông đáng tin ấy. Thì mình cũng có phản đối cái đấy, bởi vì mình thấy là đấy không phải là một dự án startup thật, và cho nó vào hồ sơ của mình thì nó cũng không cải thiện, thì nó cũng không xử lý được cái vấn đề gì cả. Và thêm nữa là nếu như các bạn nhìn hồ sơ của mình, một số những cái hồ sơ liên quan đến công việc thì mình cũng khá là ngại công khai ở trên này, nhưng mà mình cũng có một số những cái partnership công việc này, mình cũng có một số những cái dự án mà nó có thể tạo doanh thu này. Và những cái đấy thì theo mình thấy, mặc dù là họ không thấy đấy là một dự án startup, nhưng mà mình thấy nó có tiềm năng. Đấy là khi mà mình và họ có bất đồng quan điểm. Đối với mình ấy thì startup nó phải tạo ra giá trị, không phải là bạn cứ bán một sản phẩm ra thì nó mới là startup. Và mặc dù lúc đấy thì ngay cả kênh YouTube này của mình nó còn chưa bật kiếm tiền, thế nhưng mà mình vẫn thấy là nó đang tạo ra giá trị cho người khác, và nó có tiềm năng để giúp mình có một nguồn doanh thu ổn định, cũng như là mở ra những cái cơ hội kinh doanh khác mà mình thực sự có thể tạo ra giá trị cho người khác trong tương lai, chứ không phải mình chỉ bán những sản phẩm mà không có ý nghĩa gì với mình mà cũng không giúp ích gì cho người khác. Trên quan điểm của mình khi đấy thì muốn vào những trường kinh doanh top cao, mình thực sự phải hiểu bản chất của nó là gì, bản chất tại sao mình phải kinh doanh. Và trên quan điểm của mình khi đấy thì mình không nghĩ là các trường kinh doanh top cao sẽ thực sự tin vào cái dự án startup mà mình được recommend đấy. Và tất cả những dự án mà mình đưa lên hồ sơ của mình đều là những dự án thật, mình có hợp tác với những con người thật và những tổ chức thật, và nó cũng thực sự tạo ra doanh thu thật. Vậy thì tại sao mình còn phải bất công kê khai lên một cái dự án startup mà mình không thực sự làm, nó cũng không thực sự là một cái dự án startup? Và đặt bên cạnh những cái dự án khác của mình thì mình không muốn nghe xúc phạm đâu, nhưng mà mình thực sự thấy nó như một trò đùa ấy. Đó, vậy thì cái này thì mình nghĩ là nó cũng chỉ là một trải nghiệm cá nhân thôi, tại vì là không phải trung tâm nào cũng như vậy, và không phải đội ngũ tư vấn nào cũng như nhau.
và không phải ai cũng nhìn nhận vấn đề như nhau. Thế nhưng mà đối với mình ấy thì mình thấy là cái công thức mà cứ học kinh doanh là phải có dự án startup, cứ học kinh doanh là phải tạo ra một cái gì đấy ra nhiều tiền các thứ, nó khá là công nghiệp và nó sẽ cản trở bạn thực sự bộc lộ được cho nhà tuyển sinh biết bạn là người như thế nào. Không phải học sinh nào muốn học kinh doanh cũng phải đi startup, bởi vì thực chất là ở ngoài đời không phải ai học kinh doanh ra cũng muốn startup, không phải ai muốn startup cũng có khả năng startup. Mình đã từng xem một số những cái video công bố profile của những học sinh mà vào được Stanford hoặc là UPenn hoặc là những cái trường đại học top cao khác, và đôi khi họ thậm chí chỉ có một hoạt động ngoại khóa mà nó còn không liên quan đến thế đến ngành học của họ. Thế nhưng mà có thể là họ đang ghi điểm ở một chỗ nào đấy, bởi vì là mình nói thật, nếu như là bạn mà kỳ vọng là bản thân khi mà áp đại học có một cái startup thành công, doanh thu lợi nhuận lớn, thì mình không hiểu bạn đi học đại học để làm gì. Đấy là một cái mindset mà mình khá là không đồng ý với đội ngũ tư vấn trong cái quá trình mà mình tham gia làm hồ sơ. Sau cái câu chuyện này thì mình xin phép chốt lại: trung tâm sẽ làm gì và sẽ không làm gì cho bạn. Trung tâm sẽ tư vấn cho bạn trong việc chọn trường, hỗ trợ bạn với các vấn đề thủ tục, tài chính hoặc là procedure trong quá trình làm hồ sơ, trả lời các câu hỏi mà bạn có trong quá trình làm hồ sơ, nhắc bạn về những mục tiêu mà bạn cần hoàn thành hoặc là lên một cái lộ trình cho bạn nếu mà bạn không tự làm được cái này cho bản thân mình, tìm kiếm những nguồn tài liệu hoặc trợ giúp mà bạn cần có. Ngoài ra thì từ quan điểm của mình, bạn không nên trông chờ những việc sau đây: nghiên cứu thông tin hộ bạn, làm hộ bạn những việc mà bạn cần phải làm, ví dụ viết luận, làm hồ sơ, xây dựng CV và quyết định thay cho bạn. Một cái hợp đồng tư vấn rất là đắt. Cái hợp đồng rẻ nhất là mình từng biết là 25 triệu, và mình biết có một số những cái hợp đồng nó có thể lên đến 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ cũng có, mấy tỷ cũng có. Với một cái số tiền như vậy bạn bỏ ra thì bạn hãy thực sự cân nhắc xem là mình có cần hay không. Nếu như bạn không mong muốn áp trường top cao, bạn chỉ muốn áp vào một cái trường bình thường, bạn chỉ cần được đi du học, gia đình bạn không quan trọng là bạn học trường nào, thì mình nghĩ là có trung tâm tư vấn nó sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều. Nó sẽ làm cho cái trải nghiệm của bạn dễ dàng hơn và có nhiều thứ mà bạn sẽ không cần phải tự làm. Đấy là nếu như các bạn mà muốn vào một cái trường nào mà nó khá là an toàn và không cần phải là trường top quá cao. Bây giờ thì đến câu chuyện là áp trường cao thì có nên thuê trung tâm tư vấn không? Cái này thì đầu tiên là sẽ tùy trung tâm tư vấn nhá, bởi vì mình biết một số những trung tâm như là Summit hoặc là mình biết Summit thôi, thì họ đã đưa học sinh của mình vào Ivy League rồi, mặc dù là chỉ có 1-2 người, thế nhưng mà thấy nó cũng khá là ấn tượng. Mình cũng đã từng có câu hỏi là những người vào Harvard, Stanford các thứ thì họ có cần đến sự trợ giúp của trung tâm tư vấn không. Mình không biết những cái thông tin cá nhân như vậy, thế nhưng mà mình dựa trên đánh giá của mình thôi. Nếu như là bạn muốn apply vào những trường rất xuất sắc dành cho những ai mà tư duy tài chính hơn người, bạn có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý mục tiêu tốt, bạn tự tin vào khả năng của bản thân, bạn chủ động với công việc và bạn dám chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, thì bạn có thể không cần đến sự trợ giúp của dịch vụ tư vấn. Mặc dù hợp đồng tư vấn khá đắt, nhưng mà qua trải nghiệm của mình thì mình cảm thấy là nó sẽ chỉ giúp bạn phần lớn là có một cái cảm giác an toàn và được hỗ trợ trong cái quá trình nộp hồ sơ thôi. Nếu như các bạn muốn vào những cái trường top cao thì một cái điểm bất lợi của trung tâm như mình đã nhắc đến, đấy là họ có thể dùng một cái công thức khá là chung chung mà nó sẽ khó để làm nổi bật lên được cái sự xuất sắc của bạn. Và đối với các trường top cao thì mình tin chắc một điều, đấy là bạn sẽ không thể lừa được hội đồng tuyển sinh. Bạn có thể đưa lên bao nhiêu vị trí lớn mà bạn muốn, bạn có thể đưa vào bao nhiêu dự án đánh bóng tên tuổi bạn muốn, thế nhưng mà cuối cùng thì bạn sẽ không thể nào giả vờ thành một người rất xuất sắc trong khi bản thân bạn không phải như vậy. Mình nghĩ là đã là hội đồng tuyển sinh của những trường top thì họ rất là tinh ý, thậm chí không cần phải đến hội đồng tuyển sinh của Harvard hay Stanford. Thậm chí là các nhà tuyển sinh của doanh nghiệp hay là một người rất tinh ý mà bạn gặp trên đường cũng có thể xem được đâu là thật và đâu là giả. Vậy cho nên nếu bạn có bao giờ nghĩ đến câu chuyện đánh bóng tên tuổi bằng phương pháp múa rìu qua mắt thợ trước những đại học xuất sắc như vậy, mình chỉ biết chúc bạn may mắn thôi. Thêm một cái nữa, mình thực sự mong là thế hệ tương lai sẽ có cơ hội để làm hơn, đấy là show ra được những cái điểm yếu của bản thân và giải thích tại sao mình đã lựa chọn như vậy. Bởi vì như mà mình đã nói về leadership như vừa rồi, một người không lựa chọn theo con đường lãnh đạo không có nghĩa là họ không phải là người giỏi. Có thể là họ lựa chọn một con đường khác và họ rất biết mình đang làm gì. Mình không bao giờ ủng hộ việc các bạn làm hồ sơ qua loa hoặc là không phô trương hết tất cả những gì tốt nhất của bản thân ra. Bởi vì dù sao thì hồ sơ đại học cũng là nơi mà bạn cần phải khoe. Mình không bao giờ phản đối chuyện khoe đấy. Thế nhưng mà mình cũng không muốn là những đứa trẻ 17, 18 tuổi thôi lại phải trở thành những con người rất hoàn hảo. Trên comment app thì bạn có thêm chỗ trống để viết thêm những gì bạn muốn nói với nhà tuyển sinh về bản thân bạn. Và trong bài luận bạn có 650 từ để thể hiện ra con người bạn.
Bạn có thể dùng nó để giải thích cho nhà tuyển sinh tại sao chẳng hạn bạn không tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Dù sao thì việc bạn không tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa không đồng nghĩa với việc bạn không phải là một người giỏi. Và cũng như vậy, bạn không theo con đường của học thuật, bạn không phải là điểm cao số 1% của lớp cũng không có nghĩa bạn không phải là người giỏi. Thì thay vì fake một số hoạt động để đưa lên hồ sơ mà nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, bạn có thể thực sự trung thực với nhà tuyển sinh, giải thích tại sao bạn không lựa chọn con đường mà nhiều người khác lựa chọn. Và biết đâu có thể nhà tuyển sinh sẽ trân trọng điều đó thì sao? Bản thân các trường đại học của Mỹ rất trân trọng sự đa dạng. Mình không nghĩ là một môi trường nào mà tất cả mọi người đều như nhau. Vậy nên là nếu như bạn thấy một thứ có thể là điểm yếu của mình trong mắt người khác, nhưng mà bạn thực sự tin rằng đấy là quyết định và con đường mà mình chọn cho bản thân, thì bạn hãy cứ dùng cái mục trống của Common App để các bạn giải thích tại sao đấy là con đường mà bạn chọn. Mình cũng đã tận dụng cơ hội của mình để giải thích nhà trường tại sao điểm số của mình không cao như là những học sinh khác mà thường vào được NYU. Tại vì dù sao thì khi một đại học lựa chọn chấp nhận bạn vào làm học sinh của trường, chấp nhận tất cả những thành tích và những cái mà bạn có thể mang đến cho trường, thì họ cũng nên chấp nhận con người thật của bạn. Và bạn cũng có quyền sống thật với con người đó trong vòng 4 năm tới. Đó, video vừa rồi thực sự là một chia sẻ rất dài. Và đây cũng là từ trải nghiệm cá nhân của mình mà mình rất là mong được chia sẻ với mọi người. Từ cái góc nhìn chủ quan của mình thì mình rất hy vọng là mọi người có thể rút ra một hai điều gì đó hữu ích. Và nếu như mọi người có một câu chuyện riêng của bản thân mình, một cái trải nghiệm trái ngược với mình, hoặc là một cái trải nghiệm tương tự, hoặc là bất cứ trải nghiệm nào mà mọi người nghĩ là những người khác cũng nên được nghe, thì mọi người hãy cứ thoải mái chia sẻ dưới phần comment ở dưới. Dù sao thì mình cũng rất là cảm ơn mọi người vì đã xem video này. Và mình sẽ gặp lại mọi người trong video sắp tới. Bye.